Tuy rằng mình chạy hẹn nhưng mà cô điềm tĩnh, cô ngồi chờ. Bao dung một người phụ nữ bao dung đúng không? Nói chung là có ấn tượng ok với cổ. Dạ. Thì thật ra thì là do mình sai, thì chị em phụ nữ thì ai cũng giống nhau. Người ta cũng mong muốn được quan tâm, được yêu chiều. Nhưng mà đến khi mình hỗ trợ là yêu cầu cao quá, giao deadline, dí sách đít luôn mình học. Mình còn công việc của mình nữa chứ. Mà có trả lương đâu, đúng không? Dạ. Rồi mình phải đi ra ngoài làm kiếm tiền nữa, bào quá chừng bào. Bào cả tinh thần lẫn vật chất. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay tiếp để cùng chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào MC Hồng Vân, MC Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em là Quang Vinh, là kỹ sư điện, em hay đi làm công trường. Em 35 tuổi, em ở Bình Thạnh, ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh nghe cái giọng của em là anh muốn biết là em gốc quê đâu? Dạ, quê em Đắk Lắk. Thôi, con mời vợ Vinh. Dạ, em tên Trang, em cũng đến từ Đắk Lắk luôn. Dạ, năm nay em 35 tuổi. Dạ, hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng ở quận 1. Chắc là họ quen nhau từ cái thời họ ở Đắk Lắk á chị. Họ quen nhau ở quê. Đúng không? Dạ, sai hết rồi. Dạ không. Thôi bây giờ các bạn hãy khui đi. Đó, lần đầu tiên mà các bạn gặp nhau là ở đâu? Lần đầu tiên tụi em gặp nhau là ngày mùng 4 Tết ạ. Bạn tụi em giới thiệu. Dạ, tụi em về quê ăn Tết á. Cái anh bạn của em với ảnh á, là thật ra là anh họ của em giới thiệu anh đó cho em. Giới thiệu đó thì không biết cái anh đó có người yêu rồi. Thế là anh ấy sau này mới khai ra là có người yêu rồi. Thì mới cảm thấy có lỗi nên là dịp Tết á thì mới cài bẫy cho hai đứa này đi. Anh này cũng chưa có người yêu thì em cũng chưa có người yêu. Đó thì mới rủ đi cà phê ở trên phố, đi uống cà phê bình thường, xong mà em có rủ về nhà chơi. Cái anh bạn của em thì anh nói là thôi hôm nay anh bận rồi thì hai đứa thì xách kèo tự đi chơi đi. Thì lúc đó thì em cũng rảnh, anh này cũng rảnh. Thế là đèo nhau đi chơi nguyên một ngày muốn Tết. Mà lần đầu tiên gặp anh Vinh này thì thấy anh như thế nào? Xấu anh, xấu anh. Trời, mắt cũng mí, răng thì to. Ăn ngủ cà phê mà cứ nhe răng ra cười thôi. Vậy chứ mắc gì mà hôm đó là đi chơi nguyên mùng 4 Tết? Bữa đó em rảnh, cháu của em là đi về quê, anh chị cũng về quê, có mỗi mình em ở nhà, đâu có làm gì đâu. Thế còn Vinh thì sao nào? Lần đầu tiên đến thì em với bạn em đi đến cuộc hẹn hơi trễ, khoảng tầm 30 phút, 45 phút gì đấy. Sao trễ dữ vậy? Dạ thì em cũng không biết là đi lên gặp mai mối giới thiệu gì sao đâu. Em tưởng là đi chơi thôi cho nên là cũng thong thả đi. Đi nửa đường thì bạn mới nói cô này cô vẫn ngồi chờ trên đó. Thấy đồ thì đến lúc gặp mặt thì điềm tĩnh chứ không có nóng giận gì. Thế mình thấy có ấn tượng. Tuy rằng mình trễ hẹn nhưng mà cô điềm tĩnh, cô ngồi bao chờ. Bao dung một người phụ nữ bao dung đúng không? Yeah. Nói chung là có ấn tượng ok với cổ. Yeah. Em có cái hình mẫu lý tưởng nào? Đó. Đó là em cũng có quen mấy anh chàng cũng làm cũng công việc cũng ổn định, lương cũng cao, cũng có nhà thành phố vậy đó. Quen thời gian không, mình không có nói chuyện, không có hợp, rồi khác về tôn giáo nữa, cho nên là mình không có quen. Nên sau cái này cái là mình đặt tiêu chí rồi thôi, mình lấy được người đàn ông nào thương mình, thương mình là được rồi, yêu chiều mình rồi, làm những cái gì mà mình muốn. Ừ, rồi rồi ông này ông có được bao nhiêu trong cái tiêu chuẩn của em? Dạ nói chung là ok chị, 100%. Nghĩa là đó là cái thời gian các bạn gặp nhau là ở trên Đắk Lắk. Nhưng mà sau Tết rồi thì là có xuống Sài Gòn để mà tìm hiểu nhau tiếp tục hay không? Và quen nhau ở đâu? Dạ có, thì mùng 5 Tết em có mời ảnh là xuống nhà ở Sài Gòn chơi. Đó thì lên đó em cũng ok, rồi em lên nấu cơm. Nấu cơm xong rồi tối hai đứa cũng đi chơi vòng vòng, cũng nói chuyện qua lại Zalo xã giao thôi. Thì thấy là bạn này là đầy đủ cái tiêu chí đó thì phải khí thế tiến tới thôi. Đúng không cưng? Nhưng mà trong thời gian quen thì 3 tháng á thì kiểu như là quen nhanh thì mình chán cũng nhanh. Chắc có chuyện xảy ra đúng không? Nói chung là về công việc cũng ảnh nhiều khi cũng bấp bênh nè. Rồi thời điểm đó là ảnh quen em sau 2 tháng thì ảnh có làm bên công ty về điện nữa. Dạ, thời gian thì hai đứa cũng không có dành cho nhau nhiều, vừa làm quán pizza vừa làm bên điện nữa nên gặp nhau cũng ít. Rồi cũng có xích mích một này cái này nọ. Ban đầu tính sau 30 tháng 4 là xuống là chia tay không quen nữa. Sau đùng cái 2 ngày sau
cái em với ảnh nói thôi cưới nhau đi. Nó gì kỳ vậy? Dạ, cưới nhau trong vòng 3 ngày thôi. Tại sao? Lúc đó tụi mình cũng lớn tuổi rồi, thôi thì cưới nhau luôn đi, rồi được tới đâu đó tính tới đó. Gia đình có hối cưới không? Dạ, dạ không. Trong cái lúc quen nhau đó thì em cũng làm hai việc, chứ không phải là em làm cái câu lạc bộ bia không của em. Cô bạn này cũng lớn tuổi rồi thì mình chắc cô cũng không có phải là đòi hỏi hay là mè nheo nhiều như các cô tin. Thì mình mới tập trung cho công việc nhiều hơn. Thì không ngờ là cô, thì thật ra thì là do mình sai, thì chị em phụ nữ thì ai cũng giống nhau. Người ta cũng mong muốn được quan tâm, được yêu chiều. Thế thì em mới thấy là mình sai, thì em mới nói là nghĩ là thôi được, cô này sẽ ok thế này thôi, mình phải cưới luôn. Vừa xuống làm quà, vừa xuống coi như là kết hôn luôn, đặt vấn đề kết hôn luôn. Em thì Bình Dương, còn em là Sài Gòn, cho nên là đi lên đi xuống phải nói rất là vất vả đúng không? Thời điểm sau, thời điểm cưới nhau thì cũng vẫn làm ở Bình Dương với Sài Gòn đó. Rồi con cái là lúc nào? Thì em có con luôn, thì em sợ là cũng muộn á. Sợ lâu đúng không? Dạ. Rồi. Cái lúc mang bầu với sinh con á là có ảnh gần không? Dạ thì có, tại vì nhà em có cho thuê nhà đó, em cũng có mấy bạn ở trong nhà chung nhà luôn. Thì dù có vấn đề gì thì có mấy bạn đó hỗ trợ. Chỉ là mình không có chồng ở bên cạnh nhiều thôi. Rồi hai vợ chồng về sống với nhau, giờ đến cái phần mà loại tật xấu nè. Dạ ảnh thì cũng ngoan lắm, chỉ có cái tật là ngủ mà nghiến răng á. Em có làm sẵn cái máng răng cho ảnh, nhiều khi ảnh nhớ thì ảnh ngậm, khi là ngồi bấm điện thoại xong cái ngủ quên á. Quên ngậm răng, coi như là nguyên một đêm đó em bị mất ngủ. Ảnh ngủ ngon lắm. Như vậy cái tật xấu không phải là tật xấu nghiến răng, mà là quên đeo cái máng. Quên đeo máng nghiến răng. Đó, tật xấu là tật hay quên. Rồi gì nữa? Còn gì nữa không? Với lại trước khi cưới á, trước khi quen á thì cũng có nói là anh bỏ hút thuốc thì em mới quen anh. Thì cũng có bỏ thuốc thiệt. Thì đến một năm sau khi mà ảnh làm xa nhà kiểu sao vợ con, cái mùa Covid bị ở lại Vũng Tàu 3 tháng á, thì cũng buồn cái là hút thuốc lại. Hút tới giờ luôn. Dạ đúng rồi. Vì em phát hiện ra xong cái cũng chửi mấy lần, giận mấy lần xong cũng cho mặt ra vậy ạ. Em ơi, cái dòng mà đã cai thuốc rồi hút lại là hút gấp đôi nha. Dạ. Mốt có tự lực cánh sinh đi, có cai được thì cai, không cai được thì chưa xong cứ ngưng một lần là gấp đôi. Nhưng mà theo anh đó thì là bớt dần và nếu được bỏ luôn đi. Tại vì thứ nhất là nhà có trẻ con. Cái thứ hai nữa mình cũng lớn tuổi rồi, bây giờ cái thuốc lá nó rất là nguy hiểm. Với vợ và con em là những người mà bị ảnh hưởng nặng hơn. Hoặc là những nơi em tới sửa điện. Cả nhà bị dính hết luôn. Rồi, có mong muốn ông xã thay đổi điều gì không? Với lại hai vợ chồng em đang có dự án làm YouTube về du lịch á. Thì cứ cuối tuần là em cứ bắt ảnh đi quay. Cái cuối tuần là ảnh được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà không có được ngủ nướng là bắt đi quay, dậy đúng 6:30-7 giờ đi quay. Xong khi về làm video kiểu như em không biết làm thì ảnh biết làm anh, nhưng mà ảnh làm nhăn nhó. Hai vợ chồng cũng cự nhau đó. Xong bây giờ em chỉ muốn là ảnh giúp em là đi quay nhiều hơn, rồi cùng nhau đi du lịch nhiều hơn, để mình có thể làm một cái kênh về du lịch nó. Đó là cái sở thích của em đúng không? Dạ đúng rồi. Mà yêu cầu cao lắm ạ. Chính em là cái người đầu tiêu ra cho vợ đấy chứ. Tại vì hồi trước vợ em hay đi du lịch mà toàn là chụp hình không, thì em mới nói vậy xong mẹ không làm một cái kênh YouTube đi rồi quay lại những cái kỷ niệm đó mà up lên để trên mạng đó để xem cho vui, làm cái kỷ niệm. Vợ mới nói nhưng mà cái này là em không biết quay nè, em cũng không biết làm phim nè. Thế nói thế bà có biết không? Này bà biết thì để bà làm, để bà hỗ trợ cho mẹ. Nhưng mà đến khi mình hỗ trợ là yêu cầu cao quá, giao deadline dí sát đít luôn, mình làm mình còn công việc của mình nữa chứ không trả lương đâu đúng không? Nói tật xấu của bà luôn đi. Đó. Bà dí quá đúng không? Dí quá, bào quá. Bào làm bào hết, là vừa sửa điện vừa sửa nhà, rồi vừa nói chung nhà có cái gì sửa được là sửa hết. Rồi còn làm các kênh YouTube cho vợ. Rồi còn phải đi ra ngoài làm kiếm tiền nữa. Bào quá chừng bào. Bào cả tinh thần lẫn vật chất. Nhưng mà nhiều lúc than thì nói bào cho vui chứ vợ em sống rất là tình cảm. Tuy rằng nấu ăn không ngon chứ, nhưng mà biết chồng mệt thì vẫn xuống bếp rồi nấu những cái món. Kể tật mà em chưa hài lòng đó. Bằng biết em nè. Tật xấu là quá dị ứng với lại bụi bẩn. Ở quá sạch. Hầu như cái thời gian ở nhà là dành để mà dọn dẹp rồi lau chùi bụi. Thì em nghĩ là cái nếu mà mình quan tâm cái vấn đề nhỏ nhỏ mà nó nhiều quá thì nó lại tốn đi cái thời gian để mình làm cái việc khác.
Thế là may sau này gia đình hai vợ chồng có điều kiện, có nhà to mà lâu cờ đó có mà chết. À. Kể như vậy thì cũng... Rồi. Em mong vợ em thay đổi điều gì nhất? Dạ thì em mong vợ em thì chịu khó lên YouTube học các món ăn nấu cho nó tay nghề nó lên cao hơn. Anh nghĩ được nữ là yêu bằng tay nha. Em học được có một ngày xong em mai em quên công thức. Em biết không, phụ nữ mình là thích yêu bằng tay nhưng mà chinh phục đàn ông là phải bằng miệng đó. Và gọi là món ăn đó nha. Đó. Hôm nay thì nhân dịp đến với chương trình Vợ Chồng Son thì không biết rằng là hai vợ chồng có những cái tình cảm gì hay là có những cái sự bày tỏ nào dành cho nhau hay không? À, dạ có, em có một món quà đặc biệt dành cho chồng của em. Wow. Dạ, thì muốn cảm ơn ảnh là trong thời gian qua ảnh cũng biết lắng nghe mình, rồi cũng có hỗ trợ mình làm rất là nhiều thứ. Cô vợ đặc sắc quá vậy. Lâu lắm rồi á nghe. Đúng là trời ơi, đứng lên mở ra coi là cái gì. Mình mở ra coi đi. Mở ra coi. Đồng hồ chắc. Wow, một chiếc đồng hồ rất đẹp nghe cả nhà. Thôi em đeo luôn đi cưng, đeo luôn đi cho nó giữ lại làm kỷ niệm. Đeo dạ, luôn. Dạ bữa giờ hứa với ảnh hòa là bây giờ mới mua được á. Wow. Còn mặt miết lòng thầm luôn kìa. Trời ơi. Thế trong em thích cái này đúng không? Yeah, cùng thích nhưng mà nó lại gắn thêm trách nhiệm vậy. Nếu có quà này chắc đi về muộn hơi khó này. Thôi bây giờ mình đã nhận quà rồi thì không biết rằng là mình phải có cái điều gì đó để mà đáp lại với vợ chứ. Đúng không? Chồng xin cảm ơn vợ. Thì hai vợ chồng mình đến với nhau nhanh nhưng mà trong cũng 2 năm dịch vừa rồi thì lần này là lần mặc áo cưới thứ 5 của vợ rồi. Vì dịch nên tụi em vẫn chưa có hoàn thành xong cái thủ tục cưới của tụi em nữa. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua cái thời gian khó khăn. Mong vợ mạnh khỏe, vui vẻ. Dạ, dạ rồi, cũng chúc ba là có nhiều sức khỏe để có thể mẹ bào nhiều hơn, bào sức nhiều hơn. Đây trả lại cái hộp nha. Rồi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Con mất úp con làm lộng lẫy lắm, kiểu con rồi con nói là tối nay chắc bà đón con đi. Cái kiểu nó anh đi ăn với bạn này, cái trời ơi con nóng liền, cái bạn đi chung phòng với con nói là nhắn đi chị, nhắn là đi chơi với mình đi cho ảnh qua, cái nói thôi mốt anh vô Sài Gòn em không tiếp anh nữa đâu, nhắn cầu thôi. Để còn 15 ngày còn lại trong một tháng để làm việc, cái đường bay ra chơi thì coi như là mấy tháng này không có làm ăn gì luôn, không có ăn gì luôn. Thì hai đứa tự làm ăn với nhau luôn. Thì hai đứa tự làm ăn với nhau luôn. Ừ đó. Thì hai đứa làm ăn nội chứ. Trời ơi, lần đầu tiên mà thấy chồng mà vợ mổ mà cảm động tới vậy luôn á. Mà mổ khóc luôn. Con hả? Cũng mới đầu con cười, cũng khoái lắm, con nói làm chuyện mất cười, mất cỡ, mất chết luôn à. Xong rồi con cũng thấy ừ, tự nhiên lớn luôn. Mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng đầu tiên. Nghe. Đó, em còn được ước thấy đó. Rồi, xin chào. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận và chào khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con xin tự giới thiệu là con là Lò Quang Thái, con là người dân tộc Thái. Quê gốc của con thì là ở ngoài Tây Bắc, cụ thể là Lai Châu. Và hiện tại thì con đang sinh sống và làm việc tại miền Tây, cụ thể là Sóc Trăng. Dạ, hiện tại thì con đang là kinh doanh và đầu tư cho bên mỹ phẩm của công ty vợ con. À, mà ở Tú Sóc Trăng cơ. Dạ. Đó, còn con năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, hiện tại thì con đang là 27 tuổi ạ. Con là Thái, người Thái Trắng. Dạ, Thái Trắng, chính xác ạ. Thái Trắng và con làm việc ở gần Thái Lan. Gần Thái Lan, Sóc Trăng là con mém gần, mém mé Thái Lan. Đó, đó. Rồi bây giờ mời con. Dạ, con tên là Dương Thị Kim Hua. Con năm nay là sinh năm 93, là 29 tuổi. Con là kinh doanh mỹ phẩm, con đang là giám đốc kinh doanh của mỹ phẩm Fairy. Hua. Con là ở Sóc Trăng là người Hoa nhưng mà ông bên nội con là người Hoa nhưng mẹ con lại là người Thừa Thiên Huế. Cũng hơi xa. Mẹ như Huế. Hai đứa có con chưa? Dạ có rồi. Con gái hay con trai? Dạ con gái. Thôi bây giờ kể đi. Lần đầu tiên các con gặp nhau như thế nào và tình yêu nảy nở ra sao? Trước khi mà gặp vợ con á thì là con có tham gia nghệ thuật trong một cái lễ tất niên của công ty vợ con. Thì là có mời giống như là cái team hoặc là cái nhóm mà con gọi là đến diễn một cái lễ tất niên. Con là ca sĩ? Dạ, người mẫu và diễn viên. Thì cũng trong cái lễ tất niên đó thì con bị ấn tượng đầu tiên đó là trong lúc mà trong cánh gà mà chuẩn bị ra đôi diễn đó thì là nhìn thấy một cái bảng gọi là cái bảng khen đi. Mà để cái tên là tên Kim Hua.
Kim Hua mà đó giờ chưa có nghe ai tên Hua bao giờ nghe. Ừ. Mắc cười lắm. Ừ. Hua Hoa không Hoa mà Hường không Hường mà Hương không Hua. Thế là con bị ấn tượng cái tên đó. Cái tên. Kiểu con cũng ngày hôm đó gặp ảnh trong tất niên thì kiểu con cũng thấy trai đẹp thì kiểu con cũng thích thôi. Nhưng mà con thích ảnh. Nhưng mà con thích ảnh. Còn gì nữa đâu mà khóc với. Tại mấy ông người mẫu kia đẹp hơn nữa. Ừ. Kiểu nhìn ta ngon hơn á, kiểu con cũng mê trai á, nhưng mà nhưng mà kiểu con không thích lắm, mà kiểu thích thì mình để nhìn thôi, chứ con không quan tâm. Ừ. Nhưng mà tối đó thì đi chơi thì kiểu trời ơi, sao mà thấy nhìn ai cũng cao to, kiểu miền Tây ở dưới thì không có thấy mấy trai bắt đâu. Ăn cần lắm cô, làm gì cũng nhẹ nhàng á, kiểu công ty con hay tổ chức cho con đi học ở Hà Nội á. Con không sung đi đâu, con thích đi, nhưng mà tự nhiên cái biết anh này thì con cũng có động lực rồi, kiểu mình cũng đi. Cái con đăng lên Facebook là con nói là Hà Nội có ai đón không, kiểu vậy thôi à. Cũng ổng nhảy vô. Ổng nhắn tin riêng, ổng nói là trời ra đi anh rước, cái trời mình nghe mình nôn mà lên máy bay là thấy hồi hộp có người rước mình này. Mình thích, nhưng mà sau ổng nói là đang đi diễn ở gần sân bay vậy đó. Thì cũng cách khoảng chừng 20-30 cây à, nên là thôi thì đặt xe taxi cho bạn ấy đi về khách sạn. Con nói là bây giờ anh đang bận đi ăn này, thì mọi người cứ đi rồi hồi mình ra sau. Xong cái giận là nói là kêu bị là bị cục hứng đó phải không? Ờ, con mất úp, con làm lộng lẫy lắm, kiểu con rồi con nói là tối nay chắc qua đón con. Dạ. Đi cái kiểu nó anh đi ăn với bạn rồi, cái trời ơi, con nóng liền, cái bạn đi chung phòng với con nói là nhắn đi chị, nhắn là đi chơi với mình đi cho ảnh qua, cái nói thôi mốt anh vô Sài Gòn em không tiếp anh nữa đâu. Nhắn câu thôi. Cái con đi xuống khách sạn thì con cũng định bốc cháp đi chơi với mấy chị với mấy anh ngoài Hà Nội nữa. Xong cái nói là em nhìn qua đi, anh đang ở sau lưng em nè. Wow. Bên đèn đỏ bên kia. Là giả bộ đúng không? Đó. Đó. Không, cũng là tính không đi thật. Nhưng mà cái nhắn tin, cái giận thì thôi mình cũng nghĩ là mình còn sắc có lỗi thật. Thì thôi lỡ hứa rồi mà lỡ bốc xe về khách sạn thì thôi qua rước đi, gọi là đi ăn chung nguyên nhóm mà. Chứ cũng đâu có nghĩ gì đâu. Đi ăn đi chơi thì say, mà say thì lại phải đi vô bar, vô lắp. Đêm đó đi nhậu tiếp tăng 2, tăng 3 gì cũng không biết rồi, tăng 4 gì luôn. Xong rồi về khách sạn, đó là 4 người, 3 đứa con gái. Say quá say luôn. Mà cái lên giạc ngủ thì cái giường nó cũng to lắm. Ảnh với ba anh trong phòng mà hai anh kia lên giạc. Có tiền ảnh nằm dưới đất mình nên vậy đó. Sáng con nói, ủa sao ta lên đây ngủ anh không lên. Thôi mọi người ngủ đi, thấy chặt quá. Mà hai anh kia thì nằm dưới chân thôi ạ. Con với bé kia thì nằm gần nhau. Cái nó hồi danh lên nè. Anh có vỗ cái dẹt con nó lên nằm gần với em nè. Con nó lên nằm gần với em nè. Thời tới lên luôn. Sáng rồi đưa đi chơi, đưa đi ăn rồi mọi thứ đó. Nó cứ diễn ra như vậy rồi cái hai đứa thành ra quen nhau rồi. Con đứng lên con tuyên bố với nhóm luôn. Người yêu con. Tự nhiên lúc đó là thích hay gì lắm rồi. Tháng bay 4 lần á. Bay con bay ra hay anh bay vô? Bay ra, ổng bay vô cứ làm hoài vậy đó. Bay ra bay vô rồi. Làm thì khoảng một đâu tuần tầm là 7 ngày thì 5 ngày thì bay vô thì ở 5 ngày, 6 ngày trong Sóc Trăng rồi con bay ra con tiếp tục công việc. Kiểu rồi quay con ra ngoài được khoảng tầm 5 6 ngày thì bạn ấy lại bay ra với con. Nhưng mà Hua bay ra ngoài đó là có công việc. Cũng còn Thái là bay vô trong đây là có một ví dụ như khoảng công việc xong rồi bay ra thì khoảng công việc 3 lần thôi, nhưng mà bay ra chơi là khoảng 7 lần rồi đó. Có là nguyên tháng ở với nhau như đó. Vậy là làm lợi cho hãng máy bay thì đó. Cứ điện là anh Quang Thái hay đặt vé kiểu gì vô 15 ngày thì ngoài Hà Nội là công việc bỏ hết luôn. Cái ra ngoài Hà Nội để có 15 ngày còn lại trong một tháng để làm việc, cái đường bay ra chơi thì coi như là mấy tháng thì không có làm ăn gì luôn, không làm ăn gì luôn. Thì hai đứa tự làm ăn với nhau luôn. Thì hai đứa tự làm ăn với nhau lên. Ừ đó. Thì hai đứa làm ăn nội chứ biết sao. Thì hai đứa yêu nhau vậy rồi gia đình có biết không? Theo con nghĩ thì ban đầu không chịu liền đâu, tại vì ngoài miền Bắc thì xa quá, về quê chồng con thì lại là con một trong gia đình nữa, một người. Đầu sông cuối sông đó. Đó xa lắm nên là con biết ban đầu chắc cũng không thích lắm đâu. Từ từ chịu kiểu như hết nổi thì sao á, cái nói anh vô ở trong đây luôn đi anh ơi. Con kêu luôn. Khi mà mình vô trong đây ấy thì chắc chắn là mình phải xin nghỉ việc làm ở ngoài Hà Nội rồi. Mình sẽ nghĩ là mình vào đây là mình sẽ có mọi thứ đầy đủ. Đầu tiên là về tình cảm là hai đứa gần nhau trước này. Rồi về có ba mẹ vợ ở trong này. Nhưng mà khi mà con vào thì mọi thứ nó khác hoàn toàn. Khác như thế nào? Đầu tiên là về ngôn ngữ, cách làm việc của con. Thì là con khác ngược với bên nhà vợ con. Đầu tiên là con hay dậy sớm, con đi thể dục, con đi thể thao. Xong cái con bị một thời gian là con bị gọi là bị tâm lý nó bị không ổn định cho lắm. Bị stress luôn, bị stress đúng không? Tại vì nhà con mạnh ai nấy ăn, không ăn cơm chung. 5 ngày thì có một chương trình lên Sài Gòn làm, mình ở nhà không mà. Ở nhà không mà lại rồi sống với bạn gái nữa. Dạ, xong cái vô trong đây mọi thứ nó thay đổi hết. Con có bị mặc cảm không?
Khóc luôn á cô. Cái đó là trầm cảm luôn. Ủa, chứ không có giỡn đâu. Xem lên Facebook xem bạn bè mình đi diễn này, đi chơi, chụp hình này. Cái tự dưng mình thấy, ủa mình vô trong đây là mình vẫn làm, nhưng mà tự dưng mình bị ít show lại, mình bị ít chương trình gọi lại. Tối ngủ, ngủ cái lướt điện thoại hồi là cái hít hít lại cái gì trời. Thấy chuyện gì buồn hả? Tại vì ổng coi mà chương trình gì cảm động ông cũng khóc nữa. Hay khóc. Ví dụ vậy nói nghe cái nói là không có gì đâu rồi, thấy thước thấy người ta đi chơi rồi, hoặc là đi diễn này, nói trời anh vô đây là anh phải, anh thương em không, anh thương thì anh vì em nè, rồi còn tương lai nữa, ví dụ anh diễn thì 5 năm, 10 năm nữa thì anh cũng nghĩ à, nhưng mà bây giờ em đang cần anh, tại vì công việc của con phải thuê người đủ kiểu, con đi nữa, ban đêm ban hôm nữa, con phải mướn con bé kia nó chở con đi nọ, rồi anh đi anh vô anh đi anh chở em với anh cứ đi với nhau vậy nè, thì kệ đi, nửa anh quen, từ từ anh quen, cứ an ủi gì đó, khóc cũng khóc, nói giờ thôi vậy, nếu khóc đúng không? À, cúng đồ đi ngày mai đi về ngoại, thì cái con lần đó con thấy buồn hoài, con cũng làm đại vậy mà nếu con nghĩ là về con cũng không có bỏ đâu, mọi thứ bắt đầu lại cứ suy nghĩ đi cái bắt đầu sáng đó là nói thôi về anh ở đây với em, xác định tư tưởng luôn, chứ nhiều lần con thấy khóc mình cũng thương mà sao mình bực chứ? Cũng hơi bực thôi, mình thấy giống mình tội nghiệp bản thân mình mà không được hiểu đi hiểu cái gì đó chắc chắn lắm á. Bây giờ con có em bé chưa? Con có được 7 tháng mấy rồi. Rồi lúc mà vợ đẻ còn cái tặc ghê, tại vì con nói ha, người ta đi đẻ là phải đi liền, mà con đang là trong mùa dịch, tâm điểm 2 tháng 9 là ngay mùa dịch nữa. Con ra trước 16 đó. Khoảng tầm là 3-4 ngày gì đó, là sáng đó là 2 tháng 9, thì bác sĩ nói là chưa có dấu sanh, nhưng mà đau bụng hoài, với cái bác sĩ nói đẻ đi, đẻ ngày bữa nay cũng tốt, mất khánh nữa dạ. Đấu tranh với nhau, điện cho mẹ làm quá trời, nói là ổng muốn là phải sanh thường, phải sanh tự nhiên, không muốn đẻ mổ, nguy hiểm, đủ thứ mà ổng cái gì mà liên quan tới dao kéo là ổng sợ cực kỳ luôn. Xong sợ lắm mà con nói, giờ nghe em tin em lần đi, sáng là khám, chiều là đẻ, mà bên bệnh viện thông báo nha, 4:20 hay gì đó là thai phụ sẽ được lên phòng mổ, người nhà phải chuẩn bị. 4:10 kêu cơm ăn, con thì không được ăn, con đói mà người ta bắt phải đói mà không mà không phải ăn. Ăn dĩa cơm thiệt bự xong anh đi tắm nha. Nói, anh ơi 4:10 thì 4:15 là còn 5 phút là em đi lên đẻ rồi đó. Mà phải đi tắm cái nữa. Con phải chuẩn bị rồi, con xong hết rồi, con chuẩn bị tâm lý đi mặc đồ đi vô bệnh phòng mổ rồi. Anh tắm cái anh tắm 3 phút là anh xong. Vô tắm bắt nhạc hát, không biết sao là mừng hay là gung hay sao vô hát gùm beng bên bệnh viện đẩy con đi. Cái nói, anh ơi em đi nghe. Cái ông nói cái gì đó, con cũng nghe nó là con không biết, ông biết con đi không. Con ra con tới phòng mổ rồi, cái người nhà, ủa tại sao đi mổ mà không có người nhà lên. Cái con nói chồng con đi tắm mà chưa kịp lên. Cái bên bệnh viện nói trời ơi, vợ đi đẻ vậy này chồng tắm. Thôi cho con vô phòng mổ đi, tới giờ thì mổ đi, tại vì mình rồi còn người khác nhiều người ngày hôm đó. Đẩy vô thì là người ta vô rồi, phòng mổ là phòng vô trùng, và thứ nhất là bệnh viện đó, bệnh viện quốc tế nữa. Ông chạy tới, trời ơi, mình đang tịnh gây tê sống. Thì con bé kia nó vô nói là bác ơi bây giờ chồng của chị Hua anh Thái á, bây giờ muốn gặp vợ quá trời, ảnh khóc rồi, ảnh khóc ở ngoài phòng mổ quá rồi, bác ơi bác cho ảnh vô đi. Bác sĩ nói đây là cái trường hợp mà không thể nào chấp nhận được, nếu sanh thường thì cho vô, sanh mổ là không thể nào. Nhưng mà bà chị nói là trời ơi tới nãy anh mất tắm, bà nói chơi vợ đi đẻ mà tắm gì, mà mới đầu là bác sĩ quạo rồi bác sĩ bỏ cái màn cây kim kéo xuống nói, đi rồi kêu vô đi, đúng 10 giây bao nhiêu thôi nha, vô chưa gì khóc, trời ơi khóc mà kiểu em sao ông nắm tay nắm chân mà kiểu trời làm thế ghê vậy, kiểu con cũng vậy. Cái bác sĩ thấy ổng như là thể hiện quá tội nghiệp quá. Cái bác sĩ cũng muốn khóc, nói trời lần đầu tiên mà thấy chồng mà vợ mổ mà cảm động tới vậy luôn á. Mà khóc luôn không? Con hả, cũng mới đầu con cười cũng khoái lắm, con nói làm chuyện mất cười mất cỡ mất chết luôn à. Xong rồi con cũng thấy ừ tự nhiên lớn luôn, cái con thấy ổng làm con cũng thấy con xúc động luôn, khóc quá à. Cái chi tiết hay nhất là chồng con khóc mà bác sĩ nhìn thấy cảm động luôn đó. Rồi bác sĩ có ekip mổ cũng kiểu như nó bị lắng lại, nói trời thôi cho hai vợ chồng nó thể hiện tình cảm đi. Cũng vì tại vì cái tật là cứ bị dề dề là hay chậm đó, là không có kịp là đi theo vợ để đi vào phòng mổ, hối hận nó, hối hận sợ lắm, sợ mình không gặp được vợ nhớ, vợ có bị làm sao để vô phòng một cái, ai đâu vô phòng một cái là mình khóc nhiều hơn. Đấy thấy sợ. Cảm giác thứ hai là sợ, mới đầu là hối hận này, thứ hai đúng là rồi, sợ tại vì rồi. Vô cái phòng mà mọi thứ nó yên tĩnh này, nó trang nghiêm, lạnh tanh nữa, lạnh lắm, lạnh thật. Nó nổi da gà nữa, nó lạnh tại vì là bác sĩ mặc đồ màu xanh, rồi tay cầm dao cầm kéo là trải sẵn trên bàn, rồi vợ nằm đó giống chuẩn bị làm thịt cái gì đó ra. Rồi mọi thứ không sợ, thương. Cái cảm giác sợ là khóc nhiều. Để cho bắt nhịp cái không gian trong phòng mổ một cái, bắt đầu có đi kiếm vợ con trong phòng đó, có được gặp được vợ cái mừng,
mừng mà xin vô nói và đâu có nói được gì, vô khóc 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 lắm lắm hoài. Nói lại là tôi hiểu cảm xúc của chú này rồi. Rồi giờ tới cái phần hay. Thôi tới phần kia đi, phần kia đi. Con coi chương trình vợ ông Son này nhiều mà đúng không? Ừ. Cái phần mà giật mặt không? Kể hết luôn nè. Kể hết luôn. Rồi. À, đầu tiên là cái tính nét là trước khi đi đâu làm gì là phải chửi. Chửi vì cái tật là chậm chạp này nọ đó. Đâu chửi sao? Chửi sao? Thôi nghe nặng lắm. Thôi nói đi. Thằng salad này không có chịu xưng bằng thằng. Rồi nó, cứ gọi là nó. Con nói hay mẹ con là kiểu hay nói thằng ấy xàm xàm á, tối ngày đi đâu ghê bực mình ghê quá. Đó là kiểu hay nói như vậy. À, rồi xàm tối ngày cái miệng họ nói vậy cái quạo rồi đó. Sinh năm 95 thì nhỏ hơn ta thì kêu bằng mày cũng bình thường nữa. Đó con lớn ừ. Ta xin trước thì đừng có nói vậy, nói sao những lúc bình thường không nói, những lúc mà cãi lộn thì đi nói ra mấy chuyện vậy. Cái đó là tật xấu đó. Tật xấu phải sửa cái đó. Rồi sửa. Đúng rồi. Vui cũng quạo mà buồn cũng hay quạo. Dễ gì ghen hơn gì ghen. Cứ hỏi về người yêu cũ. Tối trước khi đi ngủ thì hai đứa thì nói chuyện vui vui đi, rồi nói chuyện cái gì cái đó đi, hay là ngày mai ăn gì làm gì đi chơi. Cứ hỏi lâu lâu lại hỏi là quen ai kể đi. Rồi khi quen là có làm gì không. Mà kể xong vô tư thôi. Không có cọc không? Quạo liền, con dãy liền. Đó, lại mất vui luôn. Tự hơi hơi rồi tự quạo. Hay, đúng rồi. Hỏi nè, à, đó quen nhiêu người anh. À, cái nói nó xong nó trời nhỏ tuổi quen dữ quá ha. Cái họ nói hồi cái có làm gì không? Nói thì quen thì phải làm cái gì mà làm ở đâu? Làm nhiêu lần, trời ơi con hỏi gõ lắm á. Xong con quạo như quay vô vách ngủ liền, con nói á đó. Mới bị lớn mà gì vậy? Quạo liền, con dãy liền là con giận. Mà con phải hỏi ra nha, không ra là con không dãy nữa, con cũng làm không nói ra. Là cũng quạo không nói cũng quạo là cái đó là tật xấu. Nói là xấu mà xấu tự làm khổ mình đó. Đó. Ừ. Rồi sao rồi giờ con mong hỏi gì nào? Đủ rồi giờ. Hỏi giờ tới hùa đó. Con nói ha, không ai mà đàn ông mà cái ga giường á mà thẳng như khách sạn luôn á. Hầu như ngày nào cũng vậy. Con nói chú tể của ga giường hay sao á, kiểu như thích cực kỳ. Mình ngủ thì sushi là con của con là thức sớm, thì 7 giờ ổng thức thì hai cha con xuống lầu làm gì làm mình ngủ. Ừ. Không có nha cô, thức dậy là ổng cuốn cái mùng trước. Rồi ổng lấy gối của con, mền của con để qua nồi trước. Ổng chừa đúng cái mền cái cho con nằm thôi. Rồi cái dè con nằm mình lên con vậy đó. Rồi ổng cũng căng cho thẳng vậy đó. Xong đến 8 giờ 9 giờ thức đi em, thức cho anh dọn dẹp cái giường đó. Hôm em làm mà trả lời khách hai bây giờ cho em ngủ một chút đi. Phải bắt mình thức, thức xong liền là đi căng cái ga giường. Căng thẳng thơm nha. Cộng tóc cũng nói mà con thì xài tóc nói đi, con gái mình cũng kiểu sửa sạn mà nói cộng tóc nè, tối ngày là tóc nè, rồi tóc gất cái giò dưới đất cũng lượm lên. Thậm chí phân thằng lằn cũng bốc nữa nha con. Kỹ mà con hứ. Trời khủng khiếp quá trời, con không chịu gì luôn á. Con nói quá kỹ rồi, đừng kỹ anh, hãy ẩu đi, em cũng ẩu mà không nha. Lúc mà, nào cái đó hợp lý. Cái này nói về chắc dặn con nè, nhưng mà con không nói nữa. Kinh khủng luôn, đôi dép mang ai cũng được mang vô đó nha, mang dép mang trong nhà á nha. Mang vô cái hửi liền luôn á. Không được. Mà dặn con không có cho con nói đó nha, nhưng mà con tức hoài mà tới đứa cháu. Dép của ảnh là của ảnh, không ai được quyền mang. Gì cũng hửi hết trơn, cái gì một chút cũng hửi. Kiểu đôi dép mà thấy hơi cái vị trí đôi dép để ngày hôm đó chỗ đó vậy đó mặn hồi nữa. Ai mang dép con này nè, chắc chắn là phải hửi dép. Dép này của anh mà ai mang nè, mà mắc cười đó mẹ nó. Trời đôi dép nó cũng hửi được đó mà. Bạn này là bị một cái gọi là dị ứng với lại các mùi vị. Rồi thôi, cặp vợ chồng này thì đẹp đôi quá. Đúng rồi. Thì không biết là Thái cũng như là Hua, các bạn có một cái điều gì nó dành cho nhau hay không, bí mật cho nhau đó. À bây giờ em nhờ chương trình cho em lấy món quà là có quà tặng không? Cho chồng hả? Biết rồi, là dối tình hôm nay. Nhưng mà thật sự cái món quà này lần này con muốn cặp nhẫn cưới này con tặng chồng con. Là gì hồi đó giờ cái gì ấy, cái gì giá trị ảnh cũng dành cho con dành hết cho con. Nhưng mà cặp nhẫn này con đặt giá trị con tặng lại cho ảnh, ngược lại cho ảnh. Đây là cầu hôn đúng không? Nhưng mà cầu hôn thì cũng phải cầu hôn, tại vì con nói là khi cầu hôn con phải ở Đà Lạt con mới chịu, vậy nhẫn phải là hộp bự con mới chịu. Còn cái này thì con tặng cho ảnh. Không biết hôm bữa thử chiếc này nhẫn ngón nào nữa. Ủa mà giờ đeo vậy thì sau này cầu hôn thì lại đeo chiếc khác nữa hả? À, cầu hôn là anh mua nhẫn cầu hôn cho em thôi. Nhẫn này em tặng anh này. Hai đứa đeo nhẫn cưới luôn á. Quá. Khoe cái chiếc đi, khoe cái chiếc đi rồi. Đó. Rồi Thái muốn nói gì với vợ không? Hôm nay có một cái nữa con muốn vợ con đứng tên. Đúng ra thì cái này vợ con đứng tên nhiều chương trình. Con muốn tặng cho vợ con cái món quà này. Cái này nó cũng bự á, mà cái này nó di chuyển được nghe. Đó là một cái bản hợp đồng mua xe ô tô. Cho vợ ký tên cái, ủa tại vì cái này con để cho anh đứng tên mà.
Nhưng mà con nghĩ là cái tài sản lớn giá trị thì vợ đứng tên gọi là giữ sẽ hay hơn. Rồi. Rồi. Hôm nay là các bạn đã dành những cái món quà dành cho nhau như quá vậy. Trời rồi. Quá với trời rồi. Trên sân khấu này nữa thì rất là ý nghĩa. Sau kiểu chắc là cô này cũng thích mình cảm nhận đấy rồi. Thế mình mấy hay trêu mình bảo là thôi ngồi đằng sau thì ôm mà đi cho an toàn, không mà ngã đấy. Ôm luôn. Rồi bây giờ tới Trung đó. Sau vừa thể hiện luôn rồi anh. Cảm giảm hả? Cảm giảm hay quá lắm. Trông mình hay thôi mà hay quá lắm. Quá đẹp hả? Vâng. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Wow. Mời hai người. Wow, trên sân khấu hôm nay là tôi nói nha, những người phụ nữ lên đây đều tuyệt vời hẳn ra. Mình rất là Bluetooth đúng không? Ồ, đẹp cái chị. Chưa, đều là mắt sao gà mà như nhau. Rồi, chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em chào mời hai em giới thiệu về mình. Dạ vâng, đầu tiên em xin giới thiệu em là Trung, chồng của Hồng Nhung đây. Hiện đây là cái gì Trung? Đó. Đừng nói em Quốc Trung. Em là Đức Trung ạ. Đức Trung, tưởng Quốc Trung là em Quốc Thuận. Ừ đó, Quốc Trung là em Quốc Thuận rồi. À, nay em 33 tuổi, đang ở sinh sống ở Hà Nội. Hiện thì em đang làm tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Dạ, em chào anh chị ạ. Em tên là Hồng Nhung và em năm nay là 34 tuổi. Thì em cũng làm tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Và hai vợ chồng cũng có chấm nở tình yêu và xuất phát từ tình yêu từ cái ngành tiếp viên hàng không. Thì hiện tại em vừa làm tiếp viên hàng không và làm giám đốc của công ty riêng về xuất nhập khẩu mỹ phẩm ở nước Hoa. Như vậy là chắc có lẽ là cơ duyên các bạn gặp nhau là chắc có lẽ là gặp ở trên máy bay đúng không? Lần đầu tiên bọn em gặp nhau thì là đang ở thời gian huấn luyện của Vietnam Airlines. Ấn tượng thì lúc đấy cũng chưa có ấn tượng gì cả. Thế nào lại gặp được cô gái lại cũng thích chơi thể thao. Chiều đến em mới chơi thể thao. Thấy vợ em ra chơi thể thao với một bạn nữa, bóng rổ. Thấy ấn tượng quá, cá tính quá. Cũng xin, ngày xưa chỉ có số điện thoại với cả nick Yahoo. Thế là xin contact của nhau rồi liên hệ với nhau. Cách đây bao lâu rồi? Đó là vào năm 2010 anh ạ. Ồ, lâu rồi. Là 12 năm rồi. 12 năm trước. Còn dạ. Em sao? Tự nhiên em, tức là lúc đó em thực sự là em rất mê cái môn thể thao đó. Bóng chuyền. Thực sự thì em cũng thích chơi thể thao từ bé. Thì em hay chơi môn thể thao là đá cầu và bóng chuyền, bóng rổ thì cũng chơi, biết chơi một chút. Tính cách cũng khá là mạnh mẽ nên là cũng hay thích chơi với cả con trai và hay thích chơi các môn thể thao. Xong rồi cũng nhìn thấy nhau nhưng mà cũng không có gì ấn tượng với bạn ý ít tuổi hơn. Cái tiêu chuẩn của em là không có lựa chọn bạn trai ít tuổi hơn. Cho nên em cũng không có ấn tượng với những bạn trai ít tuổi. Mà em lựa chọn là phải hơn em ít nhất là 5-10 tuổi rồi hơn một cái đầu cái suy nghĩ tư duy nó cũng phải hơn. Thì mình mới có cái để mắt. Thực ra thì thời điểm đấy là bọn em hay tâm sự với nhau. Đều học xa nhà cả. Xong rồi thời điểm đấy em cũng sau một thời gian cũng mới chia tay người yêu cũ. Hay tâm sự. Xong rồi cũng qua những câu chuyện đấy thì em nghĩ là có cảm tình với nhau thôi. Chứ còn thực ra bọn em không có ai tỏ tình hay là ngỏ lời là người yêu anh hay là làm người yêu em nhé. Em ngày xưa đi học thì thời gian rảnh cũng nhiều. Là tối là hay hồi đấy bắt đầu quen nhau rồi nói chuyện nhau rồi. Thì hay rủ vợ đi là người yêu ngày đấy đi dạo phố. À chứ người là người yêu chứ mới là đối tượng mình nhắm tới thôi. Sau kiểu chắc là cô này cũng thích mình cảm nhận đấy rồi. Thế mình mấy hay trêu mình bảo là thôi ngồi đằng sau thì ôm mà đi cho an toàn, không mà ngã đấy. An toàn giao thông đi. À anh mày đã bóng. Thế là sau một vài lần trêu ôm luôn. Thế là lúc đấy em mới biết là thích rồi, thế coi như là nhận lời, coi như cũng chả ai tỏ tình với. Cái ôm đấy là cái nhận lời luôn, đúng không? Đấy. Ủa như vậy là em hơn bạn mấy tuổi? À em hơn anh Trung 3 tuổi ạ. Cái cảm xúc nó ngộ lắm, chị nói thiệt, chị cũng vậy mà. Hồi lúc mà chị 22 tuổi á, dạ. Là lúc bằng em cái thời điểm đó. Dạ. Đấy chị gặp ông xã chị là lúc là anh Tuấn Anh, lúc anh cũng bằng tuổi em bây giờ. Cũng cách nhau 3 tuổi ạ chị. Cho nên là mình không bao giờ mình nghĩ là kiểu như là sẽ đến với nhau đâu, nhưng mà mặc dù trong lòng rất là thích luôn á. Như vậy là cái tình yêu của các bạn như vậy là trong cho đến lúc coi như là lấy nhau thì nó có suôn sẻ không? Nó có chia tay chia chân gì không? Bọn em thì cũng có một lần chia tay nhau rất là lâu. Cái giai đoạn đấy là thời điểm mà anh xã em ra Hà Nội mấy tháng. Thì em bọn em có cãi nhau, có những cái mâu thuẫn rồi những cái không phù hợp về suy nghĩ chia sẻ. Thì cũng chia tay nhau mất khoảng một tháng, gián đoạn nhau một tháng. Thế xong đó là cũng vẫn thấy có thiếu người chia sẻ, xong rồi trống vắng, thế là lại
lại nói chuyện lại và lại quay lại. Thế xong đấy thì khi mà em yêu anh ấy một thời gian thì em bay ở trong Sài Gòn này hơn một năm, năm rưỡi thì em lại chuyển sân ra Hà Nội để bay. Thế thì thời gian đấy thì là hai gia đình cũng biết là hai đứa yêu nhau và có qua lại với nhau và biết là em hơn tuổi chồng em. Thế thì ông bà cũng hai bên rất là phản đối luôn và không đồng ý một chút nào, bởi vì là bố mẹ em thì cũng muốn là con gái gặp một người đàn ông trưởng thành, chững chạc, có thể lo được cho gia đình, và sợ là sau này nó có cái ảnh hưởng về ngoại hình thì vợ sẽ chồng, bị già hơn chồng sẽ bỏ mình đấy. Đó, vâng, thì vợ bên gia đình nhà anh ý thì cũng như thế, thì cũng muốn là anh ấy còn đang còn trẻ, nhiều cơ hội thì cũng còn nhiều thời gian để mà rèn luyện và tìm được cái người nó phù hợp với lứa tuổi tác hơn. Nói chung là bố mẹ thì phản đối phần chính là vì tuổi tác. Và có lần thì em cũng hai đứa thì cũng rất là quyết tâm, bởi vì là em nghĩ là bộ khi mà gia đình càng cấm cản thì hai đứa lại càng mãnh liệt, càng cấm cản máu em ạ. Đấy, tuổi trẻ đấy. Thế, đúng rồi. Máu lắm hả chúng. Mà ngay lúc thời điểm đó là đây 22, đây 19, máu lắm em ạ, máu lắm. Nhưng mà làm sao để cho hai gia đình coi như hết phản đối và chấp nhận? Thực ra cũng là do bản thân mình thôi, em nghĩ thế. Xong rồi bọn em thì lúc đầu khi gia đình nghe thì cũng không đồng ý, nhưng mà khi gặp mặt nhau rồi thì bố mẹ bắt đầu có những sự thay đổi. Khi tiếp xúc với Nhung thì thấy Nhung cũng là một người phụ nữ mà người đàn ông có thể gửi phần đời của lại của mình. Nói nghe nhỏ bé quá, đàn ông nhỏ bé mà. Nhưng nói thế chứ mình ra ngoài đường thì mình to, về nhà mình vẫn là cá con. Ngoài đường cá mập. Ra đường cá mập, về nhà cá con. Đó. Nhưng mà chị hỏi nè, hai đứa là trên hai cái tuyến đường bay khác nhau hả? Hay là bay chung một máy bay? Dạ, thi thoảng bắt đầu mới có một chuyến đi chung. Còn đâu thì là em với vợ em là khác đội. Khác đội đúng không? Dạ. Thế rồi có ghen qua ghen lại không? Chứ chị thấy bay suốt ngày trên giời. Thế đứa nào cũng trai xinh gái đẹp này chết trên giờ. Thực ra vợ chồng em cũng hiểu nhau thì cũng hiểu công việc của nhau mà. Hành nghề phải như vậy, phải đi đây đi đó, phải mất thời gian. Thì cũng không ít khi xảy ra cái chuyện. Không ghen. Em thề đi, em có ghen không? Thi thoảng gọi không được thì mới hơi hơi thôi. Trên giờ làm sao mà gọi thường xuyên không được cái chứ. Đấy thì em sợ là đi vẫn chưa đáp. Hay là đáp rồi mà vẫn để chế độ máy bay. Thành ra mới hơi tò mò tí. Em sao? Không chồng thế này chết dở đấy bà. Có ghen không? Thực ra thì là em nói chung là cũng hai vợ chồng em thì cũng có một chút. Chứ không có ai là ghen nhiều hết. Bởi vì thực ra là bọn em rất là may mắn, bởi vì là công việc nó gắn kết với nhau từ cái hồi mà bắt đầu yêu và bắt đầu đi học. Xong đó là cái thời gian mà gắn bó với nhau nó cũng lâu. Thì khi mà bọn em đi làm thì bọn em cũng có hiểu cái tính chất công việc của nhau. Thì đi thường xuyên và mỗi cái tổ thì là có những cái tiếp viên, những cái phi công cũng khác nhau, chứ không phải tổ nào cũng giống nhau. Thì bọn em cũng có những cái sinh hoạt chung với cả các anh các chị. Thì nếu như mà có cái gì đó mà nó khác lạ thì là trong tổ cũng đã đồn biết ngay đúng không? Biết luôn. Và mình rất là nhạy cảm chị ạ. Mình sẽ cảm nhận được luôn là cái tình cảm có cái gì thay đổi hay không, rồi cái sự mà ứng xử ra là cái đó là mình cũng khá là nhạy cảm. Nên em nghĩ là bọn em cũng không có nhiều cái sự ghen tuông trong cái chuyện tình yêu nhiều. Rồi bây giờ thôi mình đến cái phần kia đi. Dạ. Hai vợ chồng em là coi như là lấy nhau 2013. Đúng rồi ạ. Cho tới lâu bây giờ là 2022. Làm. Là 9 năm. Thì bây giờ có những cái tật xấu, có những cái tật gì mà mình cảm thấy chưa hài lòng thì bây giờ sẵn lên đây thì mình khui đi em. Dạ. Anh Nhung có xem chương trình này rồi đúng không? Em có xem đến rồi. Cái phần này là phần bóc phốt ạ. Các chị là rất thích mà, các chị vợ rất thích đúng, các anh cũng thích chứ làm như con mình các Chung chị có thích không Chung? Em không. Em không. Anh không hề thích luôn. Tại vì là đàn ông là nhiều tật xấu lắm, thành ra chị em thì chỉ đợi cơ hội này để kể ra thôi. Cái thời điểm mà mới lấy nhau về ấy, thực sự là cũng bị sốc chị ạ. Bởi vì là trước đó thì yêu nhau thì rất là quan tâm. À ngày xưa anh không có bạn bè tụ tập nhau, ăn uống nhậu nhẹt nhiều. Thế nhưng mà cái thời gian mà lấy nhau về thì em có bầu em bé. Thế xong rồi anh lại thường xuyên đi bay. Và đi bay thì gặp bạn bè, xong đó là cứ chuyến bay cuối chuyến bay thì lại về là hẹn nhau đi ăn này. Ăn xong rồi đôi ba chén rượu. Xong bắt đầu dần dần nó thành cái thói quen, thành cái nếp á chị. Và có lúc hôm là còn đi nhậu về đêm luôn, 2-3 giờ sáng ấy. Em cũng rất là stress về cái việc là không quan tâm đến vợ và hay đi nhậu như thế. Nhất là lúc đang mang bầu nữa. Vâng, đúng rồi, cái lúc đấy mình cũng bị căng thẳng theo, cũng mệt, tủi thân.
anh ấy có cái tật xấu như thế thì là em không thích nhất. Còn đàn ông thì có rất là nhiều cái tính, ví dụ như là bừa bộn, bẩn thỉu, thì những cái đó cũng thi thoảng cũng càm ràm, nhưng nó cũng không phải là cái quá to để mình để tâm đến. Mà mình chỉ quan tâm đến cái chuyện là chia sẻ cùng với cả nhau, quan tâm nhau và quan tâm đến cái gia đình, cái đứa con của mình. Nhưng mà cái đó là trước đây, thế còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì hiện tại thì anh ấy cũng chăm lo cho gia đình hơn, cũng bớt nhậu hơn. Nhưng mà vẫn có cái tật là đi nhậu, đã nhậu là phải nhậu tới bến. Đó là tật xấu đó. Thì em cũng rất là mong là anh sẽ biết kiểm chế những cái được, cần trô được cái điểm dừng đó. Đó là mong muốn thay đổi luôn rồi đó. Vâng, em mong muốn cái điều đó nhất. Xong đó là tập trung cho cái việc kinh doanh của công ty và chăm sóc con cái hơn. Có thường xuyên trò chuyện với con gái không? À đó, còn một cái tật nữa là chồng em nhiều khi là cũng say mê game đó. Là đó, chơi là game. Cũng chơi hơi lâu. Em cũng mong là giảm bớt đi một chút xíu. Để có thời gian để dạy dỗ con nhiều hơn. Mê game. Rồi bây giờ tới Trung đó. Xấu thể hiện luôn rồi anh. Cảm giảm hả? Cảm giảm hay quá lắm. Trông hay thôi mà hay quá lắm. Quá đẹp hả? Vâng. Mà nhiều khi không biết là chơi game đâu, nhiều khi em đang đọc sách. Tại vì em đọc trên iPad mà. Lại bảo chơi game. Em đam mê về đá bóng. Thích đi đá bóng và thích chơi những cái game liên quan đến đá bóng. Mà em có một cái thời gian quy định thôi. Tức là sau khi con ngủ rồi. Tối muộn muộn, 10 giờ 10 giờ em chơi. Thành ra chơi hơi muộn. Có thể là vợ đợi mình lên giường lâu quá. Thì Nga vợ quay ra quy mình là mê chơi game. Lâu lâu lắm rồi, máy để bụi lắm rồi không chơi đâu. Thế vợ là hay để trong lòng, nhiều khi cứ thấy ngồi cầm máy là cầm máy là chơi game. Mặc định luôn, mặc định cứ cầm luôn. Máy là game. Đó là giải thích đó. Rồi bây giờ tật xấu của vợ nè. Quá càm ràm nè. Hay quát cả quát. Chồng cả con. Mà nhất là cái thời gian mà đợt rồi dịch ở nhà nhiều quá. Stress đấy. Hay quát, nhưng mà thôi đối với em mình quen rồi, ở nhau gần 10 năm. Bây giờ là quát thì thôi dắt con đi ở trong phòng trốn. Vợ còn tật xấu gì nữa không? Ngoài quát chồng ra còn cái gì nữa không? Em có một tật xấu mà thực ra cũng là một cái điểm tốt. Vợ em là khá đam mê công việc. Gần như là những cái thời điểm mà ngày xưa còn bay ấy, thì còn ít làm công việc ngoài, nhưng mà khi đã nghỉ công việc đi bay rồi, vợ em lại càng tập trung vào cái việc kinh doanh nhiều hơn. Không, việc kinh doanh ấy. Thì nhiều khi là do tập trung quá quên hết những thứ xung quanh. Đôi khi quên cả chồng và con đang ở đâu. Vậy á. Đó là hôm trước thì mới được cô giáo nhắc lại một lần là cho con em đi học thêm. Thế là vợ em làm tập trung quá hay là mệt quá quên đón con, để con ở đấy mất 2 tiếng ăn cơm cùng nhà cô. Đấy, bây giờ cô vẫn nhớ câu chuyện đấy cách đây 2 năm rồi. Thực ra thì em cũng hay đãng trí. Cho nên nhà em bây giờ làm khóa là phải khóa vân tay hết. Toàn bộ, còn chìa khóa xe máy với chìa khóa ô tô thì thoảng cũng có quên. Đi lên xong lại đi xuống. Thế còn những cái chuyện mà ngày xưa á, thì là em cũng không nhớ được kỹ lắm. Bởi vì là thực ra thì là bây giờ cái khối lượng công việc của em nó cũng hơi nhiều. Và thời gian rảnh thì em cũng muốn là tập trung dành có thời gian thì em tập trung em dành cho con cái. Bây giờ chứ như em chỉ có mong muốn chồng em là bớt đi nhậu thôi đúng không? Yes. Bớt nhậu bớt game nữa. Game thì bây giờ anh ấy cũng đỡ hơn rồi. Đấy, em quát nhiều em mong vợ em ít quát đi. Mong vợ con nó cũng đỡ sợ mà em cũng đỡ sợ. Thì thực ra bây giờ hai bạn ở với nhau 10 năm rồi. Vâng. Bây giờ bắt đầu cái tình yêu nó chuyển thành cái tình nghĩa rồi. Vâng. Đúng không? Mặc dù hai đứa còn rất là trẻ luôn á. Nhưng mà cái nghĩa nó nhiều hơn. Thành ra là chị nghĩ là nếu mà cái gì có thể thay đổi được thì thay đổi. Cảm ơn Trung với Hồng Nhung nha. Dạ. Em cảm ơn anh chị. Chúc cho hai em sẽ luôn tận hưởng. Hạnh phúc. Và hạnh cái phúc. Công ty ha. Là công ty công phải ty phát triển hơn nữa. Dạ. Yeah. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Rồi. Mẹ con mình thấy biến nữa. Mẹ con yếu lắm. Mọi sinh hoạt của con này nhờ thằng em út hết trơn á. Rồi em út con nó vừa ẵm con đi tắm, giờ thay đồ cho con. Thì con cứ nghĩ con bộ con hốc hoàng ở đây. Thấy nó cười cười. Tại hồi nhỏ đó mình đâu có biết cái vấn đề đó đâu. Là ngộ lắm anh nha. Ủa gì cái lúc giận thì đâu có thể nào mà anh ẵm tôi lên xe. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai. Wow. Rất là vui và rất là hạnh phúc khi mà được chào đón hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son.
Đúng rồi, chưa gì đã thấy ông chồng này rất là gọi là ngưỡng mộ ông chồng nha. Dạ con chào cô Hồng Vân, chú Quân Thận. Con tên Nguyễn Minh Trí, năm nay con 29 tuổi, đến từ Long An. Công việc của Trí là gì? Dạ, hiện tại thì con đang làm trang trí nội thất. Rồi, mời bà xã của Trí giới thiệu về mình. Dạ, con chào thần tượng của con là cô Hồng Vân, là chú Hồng. Con tên là Ngọc Diễm. Ngọc Diễm. Con cũng đến từ Long An. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 33 rồi. 33. Hiện tại giờ là hai chồng đang ở Long Thành, Đồng Nai á. Như vậy là hai đứa gặp nhau ở đâu? Dạ thì lúc đó thì con đi làm thiện nguyện. Xong rồi bé mới là Diễm là mới lên đài để giao lưu kết bạn. Là bé có một cái nhóm sinh hoạt về người khuyết tật á. Rồi tụi con cũng là người làm thiện nguyện nên muốn tìm hiểu về cái nhóm của vợ như thế nào để giúp đỡ mọi người trong đó được cái phần nào thì giúp. Con ở nhà rồi cái thiêu tranh rồi cái buồn rồi cứ nghe đài suốt à. Con hay bỏ số á. Thì kết bạn làm quen với mấy bạn thôi. Nhưng mà chỉ quen qua điện thoại chứ không có gặp mặt. Diễm là con bị như vậy là một cái sự cố về bệnh hay là do từ hồi mới sanh ra mình đã như vậy rồi? Con mới sanh là con đã bị rồi. Tại vì lúc mà con sanh ở nhà giường chứ con không có sanh ở bệnh viện. Xong rồi cái người của con là con không có bị suy dinh dưỡng, không có ngồi được luôn. Xong rồi cái mẹ mới đưa đi điều trị, nhưng mà điều trị cũng không được, ứa ngồi cũng không được luôn. Rồi cái mẹ mới tập ngồi từ từ. Thì lúc đó thì ngồi được, rồi bò ở dưới đất á. Rồi mẹ chăm sóc, rồi ở nhà suốt cái mẹ không có đi đâu hết trơn á. Ở xóm không có quen bạn nào hết trơn. Có nghĩa là mình sanh ra mình giống như mình bị bẩm sinh rồi á, đúng không? Đúng rồi. Sao nè, con nói cái lúc mà con gặp Diễm đầu tiên, lúc lần đầu tiên con gặp Diễm thì sao? Có ấn tượng gì về cô gái này không? Nói chung là lúc đầu cũng chưa ấn tượng gì. Chỉ muốn là tìm hiểu về công việc thôi. Tại vì con á là có nguyên một nhóm thiện nguyện để giúp đỡ những người khuyết tật á. Là lúc gặp cô này á là quê thì con... Trong trường hợp nào đó con kể con coi. Con quê Long An thì tới mùa nước nổi thì có cana chín. Xong rồi con mới đi hái cana. Tụi Diễm nói thèm cà na. Là do con kêu á. Thêm bà chị kết nghĩa nữa, nói là thèm cà na. Xong con đi hái cà na. Xong hẹn là sinh nhật nhóm của vợ con á là để con lên gặp. Xong con lên trước một ngày là chạy ngang nhà cô này luôn nhưng mà không biết nhà. Bữa đó đi thì hái cà na xong cái bắt đầu trời mưa. Trời mưa mà lỡ hẹn rồi là 8 giờ đêm là con bắt đầu chạy lên cầu vượt Củ Chi. Tới cầu vượt Củ Chi là 10 giờ mấy, 11 giờ trời vẫn mưa. Xong con vô mướn phòng con nghỉ lại một đêm. Là sáng ngày thì đây vợ con đi với mấy chị rồi lên nhóm. Thì hẹn nhau rồi ra cầu vượt Củ Chi. Xong rồi con đi tới cầu vượt Củ Chi con đứng cũng trời mưa. Trời ơi. Trời mưa tầm tã luôn. Sao trời xúc động quá. Trời xúc động đó. Đang chờ thử thách chúng nó xúc động không? Vợ con với mấy chị á ngồi trên xe 7 chỗ mới chạy ngang qua con luôn. Chạy tới cầu Phú Cường luôn. Xong cái nói giờ em chạy lại cầu Phú Cường đi rồi chị ở đây chị đợi chị đón. Mà dầm mưa chạy luôn là lúc đó chỉ bận cái áo khoác thôi. Cái áo khoác dầm mưa chạy luôn. Rồi bây giờ là cái cô muốn rất là muốn biết cái cảm xúc con khi mà con gặp bé Diễm ở ngoài đời như thế nào. Con gặp thì nói chung con thấy con mến mến, con thương. Tại vì khi mà gặp á rất là nhiều người khuyết tật. Có những anh chị còn nặng hơn vợ con. Nhưng mà riêng cô này là có một cái cảm tình gì đó. Có một cái cảm tình đặc biệt. Nó đặc biệt xíu đúng không? Dạ. Rồi bây giờ tới Diễm. Tới Diễm đó đúng rồi. Diễm lần đầu tiên nhìn thấy bạn này trước mặt mình thì lúc đó như thế nào? Thấy bạn không, sao? Có dễ thương, có đẹp trai không? Không, con gặp đầu tiên á là qua hình ảnh. Tôi thấy hình đã xấu, ngoài đời còn xấu nữa. Xấu giả man luôn. Lúc đó thì ảnh đang bị bệnh hay sao á. Là nói là ảnh ăn chay chứ không có chất nữa. Nên cái đầu ảnh trục lóc. Dạ, mà con ăn chay 22 năm đúng. Trời, nó ăn chay 22 năm. Nó con được nhiêu tuổi mà con ăn chay 22 năm. Cái lúc mà con gặp vợ con là con xuống núi luôn. 24 tuổi. 24 tuổi mà nó ăn chay 22 năm là từ 2 tuổi đã ăn chay rồi. Đúng rồi. Tại con ăn chay theo. Ủa là bây giờ là con vẫn ăn chay hả Trí? Không, giờ con ăn mặn. Xuống núi từ khi gặp con. Xuống núi. Ủa mà con bị rụng tóc hay sao Trí? Con bị rụng tóc. Lúc đó con bị rụng tóc nhiều lắm. Con cũng không biết sao nữa. Nhưng mà bây giờ so với hồi đó thì bây giờ
bây giờ đẹp không? Bây giờ ngon, bây giờ con tốt đúng không? Dạ, con giờ tốt con đúng không? Nhờ con hết trơn đúng không? Dạ. Mà lúc đó thì con kêu hắn là chú tiểu thôi, cứ bắt phải kêu bằng chị, không được kêu em luôn. Rồi vậy thì thôi, bây giờ nè, cái hôm đó là trời thử thách tụi con rồi. Nhưng mà rồi sau đó thì sao nè, hai đứa yêu nhau như thế nào? Ba mẹ hai bên có đồng ý không? Dạ. Không, ba mẹ bên nào? Bên con không đồng ý. Bên con không đồng ý, bên con cũng không đồng ý luôn, lý do? À, tại bên con thì nhà chỉ có mình con trai. Còn hai đứa em gái là ngại vấn đề của vợ, dạ, đúng không? Ba mẹ con thì trước đây cũng có một cái anh cũng đến chơi rồi cũng nói chuyện, nhưng mà chưa có chính thức. Thì ba mẹ con nói là nếu mà ai đó thương thì cũng phải nói gia đình qua nói chuyện. Thì ba nói vậy, nhưng mà anh này anh tới, nói chung là ở luôn bên nhà con luôn, không chịu về. Là ổng có nghĩa là sao, cái buổi gặp mặt đó là ổng qua nhà con ổng ở? Dạ, qua nhà con ở một tuần mà đuổi không có về. Đuổi không xong về rồi mà. Cái đi về bên nhà đuổi xong một tuần đi về rồi, xong rồi cái xách túi đi làm hộ trên Sài Gòn luôn. Lên Sài Gòn làm rồi xong cái tuần nào cũng về hết trơn á. Tuần nào cũng về xong rồi cái mẹ con mới thấy vậy á. Mẹ cứ nói, trời ơi, mà cứ đi tối ngày vậy. Nếu mà con thực tình con thương Diễm á, thì con về con nói với gia đình đi, con đang nói với bố đi. Thì con đang nói với bố thì bố cũng có nói là thôi giờ con về con nói với bà mẹ bước qua đi. Con gái bố có xấu xí gì nữa cũng phải gọi đàn. Thế xong anh về anh cũng nói với mẹ, anh đưa hình cho mẹ, nhưng mà mẹ không đồng ý. Rồi anh cũng thuyết phục, mà thuyết phục không được, bố con cũng không chịu luôn. Mẹ không biết sao thì thôi, hai đứa tự quyết định. Mẹ nói thôi giờ cứ đi tới lưu vài á, lỡ như có chuyện gì á thì người ta sẽ dị nghị. Thì thôi giờ hai đứa đăng ký kết hôn đi. Đi đăng ký kết hôn đó. Cái xong cái anh mới gọi cho cậu của ảnh, cậu mới làm cho cái tờ giấy độc thân. Anh cầm cái tờ giấy độc thân đó qua bên con để đăng ký. Là hai đứa đi đăng ký kết hôn. Dạ. Rồi lúc mà lên đăng ký cái giấy kết hôn, con ký tên á, cái cảm xúc của con như thế nào? Con không tin được, thật sự luôn con không tin. Tại vì ở nhà con thì chỉ có anh trai không à, thì mẹ con mình tay biến nữa, mẹ con yếu lắm. Mọi sinh hoạt của con thì nhờ thằng em út hết trơn á. Rồi em út con nó vừa ẵm con đi tắm, giờ thay đồ cho con thì con cứ nghĩ con bụng con hốc hoàng ở đây. Dạ, nếu mà có ai nó thương chấp nhận mình á thì có khổ khả năng mình cũng không có sợ, tại vì mình không muốn làm cái nặng cho mẹ. Với thằng em nó cũng lớn rồi thì con kiểu như con đánh liều luôn á. Thì anh này là một cái phao để cứu con, điểm thừa cho con. Thì trước khi vô chỗ mà ký giấy này kia con suy nghĩ nhiều lắm. Con cứ bắt ảnh cứ đầu hẳn 5 phút cứ con hỏi chắc chưa, cứ còn hoài vậy á. Thế nên là anh đã xác định rồi thì đường này anh cũng lấy trơn á. Còn con thì sao con? Cái con tức là vì một lý do gì mà con bất chấp chuyện gia đình không cho con, ngăn cản con rồi gia đình bên Diễm mà con vẫn đến với Diễm? Nói chung là tại lúc đó con thương Diễm mà nhiều quá. Là con thương con người của Diễm hay là thương hoàn cảnh thương của Diễm? Thương ở một cái tánh tình. Tức là trong những lần mà nói chuyện với nhau và tìm hiểu nhau. Tại vì cậu nó bị khuyết tật vậy, nhưng mà chị cậu còn đi giúp đỡ những người khác. Không chỉ là con bình thường vậy. Rồi trời sau khi ơi, tụi con đăng ký kết hôn thì là gia đình hai bên có được tụi con thuyết phục không? Dạ. Là có đám cưới không? Dạ, dạ cũng không. Tới bây giờ luôn hả hay sao? Tới bây giờ thì mẹ con chấp nhận rồi. Tại vì lý do là ngoại con á là chấp nhận. Con nhớ hoài cái câu nói của bà ngoại chồng à, nếu mà mẹ con đồng ý là có chết nữa mẹ ngoại cũng không nhìn mặt mẹ con đâu. Giờ mẹ già rồi, giờ có sao ngoại chịu vậy. Ủa cho tới bây giờ tụi con vẫn chưa có đám cưới? Dạ có rồi. Có một cái đám cưới mà là con đám cưới tập thể 2019. Dạ vui lắm. Con tham gia một cái đám cưới tập thể cái đây cũng mà. Nghĩa là con tham gia cái đám cưới đó là ngày 2 tháng 8 năm 2019. Là ở Long An hay là ở thành phố Hồ Chí Minh? Nhóm con được khoảng tầm như
7-8 cặp. Trời ơi là nhiều đó nghe. Dạ. Được thầy thợ hết tất cả. Rồi bây giờ ngày đó vui quá rồi. Bây giờ buổi tối có vui không? Dạ không. Dạ không. Ủa sao vậy? Tối là cái đêm mà ta chờ đợi nhất đúng không Trí? Là ý em hỏi đêm gì? Đêm tân hôn á chị. Về mệt phải... quá làm không nổi chú ơi. Mệt quá chú ơi, tại vì bữa đó là đi nguyên cả ngày. Nhưng mà luôn. Là tụi con vẫn ở Sài Gòn hay là cưới dạ, xong về Long An? Không, cưới xong tụi con về Long Thành. Là tối là Mạnh An nấy ngủ. Dạ, Mạnh An nấy ngủ. Chưa có đêm tân hôn. Không. Dạ, tại lâu đêm... lâu mới có đêm tân hôn nè. Rồi đêm tân hôn có cái gì đặc biệt không nè? Mắc cỡ thấy nó cười cười thấy nó cười cười tại hồi nhỏ đó mình đâu có biết cái vấn đề đó đâu là ngộ lắm rồi nha ngộ lắm rồi nha nhưng mà sau đêm đó rồi sao dạ cũng mẻ mẻ nhưng không dám nhìn mặt cứ cũng vẫn nói chuyện cũng mấy bình thường nhưng mà không có nhìn thẳng mà nhìn nó cứ nhìn không rồi bao lâu thì mới bình thường mọi thứ dạ khoảng 5 ngày à dạ khoảng 5 ngày à để con mau quên lâu quá luôn lâu quá là lúc đó là 2019 dạ. Là bây giờ là tụi con là đã được 3 năm thôi giờ quay đến cái phần phần hấp dẫn nhất chắc dạ. Con cũng chờ đợi đúng không dịch mặt đó thôi để Diễm nói nè tật xấu của bạn ấy là cái gì nè dạ ngủ quá ngủ hả không thức khuya thức cỡ nào với ăn khuya làm gì ăn. Con biết nó có thức khuya, cứ bấm điện thoại, lướt hết trang này tới trang kia. Có thức có khi nào mà làm mệt cỡ nào cũng không vô ngủ, có thức cứ bấm điện thoại đó 1-2 giờ sáng, khi tới 3-4 giờ sáng cái ngủ. Ngủ đúng tới giờ mà con gọi là cái đó là giờ ngọ hay là giờ gì con không biết nữa. Mà đúng 12 giờ mới chịu dậy. Con kêu mới dậy, con không kêu thôi. Có nghĩa là sáng sớm là cho con ngồi dậy. Cứ làm con lên xe xong. Rồi con muốn đi đâu, con làm gì, con đi đi bán cái số xong rồi con đi chợ đi lặt rau không con làm không biết tại xong anh phòng chợ thì có mấy đứa nhỏ thì con có thể nhờ được cái kêu anh không chịu dậy nhưng mà đúng đó giờ đó thì dậy dậy xong rồi nấu cơm nấu nước rồi đi tắm vợ xong rồi mới đi làm coi như làm mê ngủ một cái tật xấu là ngủ quá ngủ đúng không rồi tật gì nữa không chịu ăn làm biết ăn dạ chú có thể bây giờ từ khuya từ giờ bắt đầu anh đi ngủ cho tới 3 giờ chiều 4 giờ tối 8 giờ anh không ăn sao chỉ nó không lây cái bệnh nó qua cho tôi ta nó nghe làm miếng ăn nè con ơi con là bây giờ là con còn phải có một cái nhiệm vụ với vợ con nữa là chăm sóc vợ mình mình phải ăn mình mới có đủ sức thì mình mới ẩm bả được chứ đúng không rồi không ăn là sức đâu mà ẩm bả là ngược lại thì tầm tối khoảng tầm 7 giờ tối là ăn dữ lắm nhưng ăn mà có nhậu không luôn. Nhậu dữ lắm nhậu với ai nhậu với bạn bè nói chung là nhậu gì đam mê mà nhậu gần nhà hay là nhậu xa nhà bỏ vợ nhà mình cũng có nhưng mà ít khi đó nghĩa là cũng có đôi khi mà vui quá đà với bạn á thì có khi bỏ vợ nhà tới 1-2 giờ sáng thì cũng nhưng mà cũng ít nhưng mà giờ trong tất cả những cái tật xấu của chồng con mong chồng con thay đổi cái gì nhất bớt nhậu bớt nhậu là bớt nhậu đúng không có sự đam mê đúng xì tin ghê lắm nhưng bây giờ con cai được xì tin rồi thôi hay quá tại vì con đã thu gom hết tài chính rồi không còn tiền tài chính là con đã nắm trong tay rồi dạ tại vì con có quy định có nghĩa là đi làm về tiền của vợ là của vợ và cái gì của chồng là của vợ là của vợ con ghê luôn vợ chồng đi tới chồng đi vợ con cái tật xấu con vợ con lớn nhất luôn tối con ngủ không được là mang vú con cái đó cưng mà cái đó cưng mà không nhậu cũng không ngủ được đúng không nó không có chịu mà nó làm người ta thì được nhưng mà con nó không cho mình làm nó mà nó làm mình được gì mà bất công vậy chỗ đó con bất công chỗ đó mà con phải làm cho mình được ơ còn tật xấu gì nữa không chỉ nhiều đó à cái tật nó dễ thương mà ngồi nhột nhưng mà tính Diễm á có dễ xúc động không hay khóc có dễ tự ái không hay giận mỗi lần giận là như thế nào giận xong cái là khóc cái là bỏ đi ra ngoài đường chừng nào hết về leo lên xe hả sao không xe thì con ẵm lên xe mới được ủa gì cái lúc giận thì đâu thể nào mà anh ẵm tôi lên xe tôi đi ra được con lựa lúc giận có nghĩa là con lên xe con mới giận còn dưới giường thì con khóc xong rồi con ngồi trời chứ sao á con ta phải tính chứ trước khi giận là nằm xe luôn ta trước khi mà kiếm chuyện á trước khi kiếm chuyện trước khi kiếm chuyện anh ẵm tôi lên xe đi rồi ngồi xe rồi mới kiếm chuyện đúng rồi con ngồi xe con chuẩn bị tư thế
con dùng bóp rồi kia đó con thu gom tài sản xong rồi con mới nhận con dạ. Đi cất hết tài sản trong túi xong rồi trời bắt đầu mới gây rồi sao nó tính ghê trời thì tao phải tính chứ trời ơi đúng không trong cái khó đó không có tiền đâu là hiểu ta còn mày trong mày đi lắm rồi đừng ngẫm lên xe đó nó giận lại nè tại vì ở phòng đó đó đồng minh của vợ con đông lắm ủa vậy hả chống không lại bây giờ con có mong vợ con thay đổi gì không nói chung là đừng mang vú để con ngủ là được rồi. Nó mong đừng mang vú nó kìa. Đêm nay ha mang cho gì mà không chết. Thay đổi đâu. Đây là một câu chuyện có thật thưa quý vị chứ đây là một câu chuyện cổ tích. Thật ra hồi nãy khi mà con nói mà con không tin rằng là con được đăng ký kết hôn với một người đàn ông bình thường như thế này. Thật sự chú rất là xúc động. Đó, và thôi thì bây giờ để kết thúc chương trình thì chú xin chúc phúc cho hai đứa con Diễm và Trí nhé sẽ thương nhau hoài. Yêu nhau mãi và hạnh phúc mãi.